Rồi xin chào mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách chuyển vùng App Store từ Việt Nam chúng ta sang bên Đài Loan mà khi các bạn tải nó không bị lỗi nhé. Thì đầu tiên thì các bạn sẽ chuyển cái ngôn ngữ iPhone chúng ta sang tiếng Anh, để khi chúng ta chuyển sang Đài Loan thì chúng ta thao tác dễ hơn nhé. Không thì các bạn mà để tiếng Việt này thì khi chúng ta chuyển sang cái App Store của Đài Loan thì nó là chữ Đài Loan, chữ Trung Quốc là chúng ta rất khó sử dụng này. Và tiếp theo thì các bạn sẽ vào App Store cho mình nhé. Và các bạn sẽ ấn vào cái biểu tượng avatar này. Và các bạn sẽ ấn vào cái dòng địa chỉ ID Apple của chúng ta nhé. Rồi các bạn chọn cái vùng quốc gia của chúng ta nhé. Dòng thứ hai này. Rồi các bạn sẽ ấn vào cái dòng là thay đổi quốc gia hoặc vùng. Chúng ta nhấp vào đây nhé. Thì nó đưa chúng ta đến một cái giao diện như này. Thì các bạn sẽ kéo đến quốc gia Đài Loan này. Taiwan, phần T nhé. Taiwan, tức là Đài Loan này, chúng ta nhấp đây để chúng ta chọn vùng quốc gia. Các bạn muốn chuyển sang quốc gia nào thì các bạn nhấp vào quốc gia đó nhé. Rồi bây giờ nó đã đưa chúng ta đến giao diện là chữ Đài Loan hoặc Trung Quốc này. Chúng ta sẽ ấn vào cái chữ đồng ý này. Sau đó chúng ta sẽ ấn vào đồng ý tiếp này. Thì nó đưa chúng ta đến một cái giao diện như thế này nhé. Thì đầu tiên thì các bạn sẽ nhấp vào chữ no le cho mình này. Sau khi các bạn nhấp vào chữ no le, các bạn tích vào đây rồi. Đó thì các bạn nhìn trên màn hình nó phải có chữ like này nhé. Và các bạn ấn vào chữ like này. Lưu ý là các bạn vào cái trong cái phần này thì các bạn làm một mạch một lèo. Các bạn không được thoát ra ngoài mà các bạn vừa xem video hướng dẫn và các bạn lại vừa làm trong cùng một lúc trên cùng một điện thoại thì các bạn thoát ra thoát vào thì nó sẽ bị lỗi nhé, nó sẽ mất cái chữ lệch này. Thì các bạn sẽ gặp cái trường hợp là các bạn là chuyển sang nhưng mà các bạn tải nó bị lỗi nhé, nên là lưu ý là các bạn sẽ ghi ra giấy hoặc là chúng ta sử dụng hai điện thoại thì khi chúng ta chuyển vùng thì nó sẽ không bị lỗi nhé. Rồi sau khi các bạn ấn vào chữ lệch rồi thì các bạn kéo bên xuống phía dưới này, thì các bạn nhìn thấy cái ô nào chữ màu đỏ thì các bạn nhập nhé. Chữ màu đỏ là bắt buộc chúng ta phải nhập. Đó, thì cái dòng đầu tiên là màu đỏ này là tên đường này. Thì chúng ta nhập là 1 2 3 này. Và cái dòng chữ trắng này thì các bạn bỏ nhá. Và đến cái dòng Kitty là chữ màu đỏ này thì các bạn cũng phải điền vào nhá. Các bạn nhấp vào đây. Thì các bạn sẽ kéo xuống. Đấy, các bạn chọn một cái địa danh của nó. Thì mình chọn cái dòng này nhá. Trang Hu này. Đó, sau các bạn sẽ ấn lên đây. Rồi tự khắc kéo lên nhé. Cái dòng barcode này thì nó không yêu cầu chúng ta nhập nhé. Nếu mà các bạn vào một cái dòng barcode này mà nó hiện màu đỏ ấy, thì các bạn sẽ lên Google các bạn đánh chữ mã zip Đài Loan. Đó, thì nó sẽ có cho các bạn nha. Các bạn nhập vào đây nhé. Thì cái này nó không yêu cầu thì mình cũng không cần nhập. Rồi đến số điện thoại này là chữ đỏ này. Đó, thì mình bắt buộc mình phải nhập nhé. Thì các bạn có thể nhập là số điện thoại các bạn vào nhé. Đó, rồi sau khi các bạn đã điền đầy đủ các tên đường này, thành phố và số điện thoại vào những cái dòng chữ màu đỏ này của chúng ta. Đó, thì các bạn sẽ ấn cho mình chữ like này nhé. Nó phải có chữ like thì các bạn mới thành công được nhé. Sau đó các bạn ấn chữ đôn này cho mình này. Rồi ok thì bây giờ mình đã chuyển sang được cái App Store của Đài Loan rồi. Thì để chứng minh là mình đã chuyển thành công hay chưa thì mình chỉ cần tải một ứng dụng bất kỳ như này nhé. Đó mình ấn vào đây mình tải này. Đó thì nó yêu cầu chúng ta nhập cái địa chỉ ID Apple của chúng ta vào. Đó thì chúng ta chỉ cần ấn vân tay vào là được nhé. Ok thì bây giờ cái ứng dụng mình đang tải đây nhé.
Nó đang tải ở đây. Nếu mà trong cái trường hợp mà các bạn chuyển sang như này mà các bạn ấn tải, nó báo lỗi, nó báo một cái dòng tiếng Anh ấy là cửa hàng nó chưa sang được bên Đài Loan ấy, nó sẽ báo lỗi cho các bạn thì các bạn sẽ không tải được nhé. Thì để khắc phục cái tình trạng đó thì cũng rất đơn giản thôi nhé. Nếu mà trong cái trường hợp mà các bạn ấn mà không tải được, nó báo lỗi cho các bạn ấy, thì các bạn lại ấn vào cái Today này. Và các bạn sẽ vào phần avatar để chúng ta sửa lại nhé. Và các bạn lại ấn vào cái dòng địa chỉ ID chúng ta này. Và các bạn ấn vào dòng này cho mình nhé. Sau đó các bạn ấn vào dòng này cho mình. Đó. Nếu mà trong trường hợp các bạn không tải được thì các bạn khi các bạn vào đến cái vùng chọn vùng quốc gia này, các bạn kéo xuống nhé. Các bạn kéo xuống, các bạn tìm mà Taiwan, tức là Đài Loan chúng ta này. Đó thì các bạn phải phải kéo xuống phần Taiwan này, thì các bạn để ý này, cái dấu tích này nó phải nằm ở quốc gia Đài Loan này nhé. Đó, nếu mà các bạn chuyển sang cái giao diện Đài Loan rồi mà các bạn tải bị lỗi, các bạn quay vào phần này các bạn kiểm tra. Đó, các bạn kiểm tra mà dấu tích này nó không nằm ở Đài Loan nhé, nó nằm ở Việt Nam. Đó, nó nằm ở Việt Nam ấy, thì là các bạn sẽ không tải đâu nhé. Tuy cái giao diện của các bạn nó sang bên Đài Loan rồi nhưng mà cái vùng, cái dấu tích của các bạn nó vẫn nằm ở cái Việt Nam này thì các bạn sẽ không tải được nhé. Thì các bạn lại quay về, các bạn tích vào cái Đài Loan này. Đó, các bạn lại làm tiếp như lúc nãy mình hướng dẫn các bạn là được, tức là mình sửa lại nhé. Là trong cái trường hợp bị lỗi này. Rồi thì bây giờ sau khi các bạn đã tải được rồi. Đó, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn quay về Việt Nam nhé. Thì các bạn chỉ cần kéo xuống cái này nhé. Các bạn chọn chữ quốc gia Việt Nam chúng ta này, các bạn nhấp vào đây này. Đó. Đó thì bây giờ nó đã sang tiếng Việt Nam chúng ta rồi, các bạn sẽ ấn vào chữ A ge này. Area này. Rồi area tức là đồng ý nhá. Đó thì nó đưa chúng ta đến một cái giao diện như này, thì các bạn cũng ấn vào chữ lo le này, tức là không này. Đó, sau khi các bạn ấn vào không, dấu tích nó nằm đây nhé, thì các bạn sẽ ấn cho mình vào cái chữ like luôn này. Đó, thì các bạn kéo xuống thì các bạn cũng chọn những cái dòng nào chữ màu đỏ là bắt buộc chúng ta phải nhập, còn chữ màu trắng hoặc chữ màu đen thì các bạn bỏ nhé. Cứ dòng nào màu đỏ các bạn nhập này, dòng đầu tiên là ST này là tên đường mà mình nhập là ABC này, và cái KT này thì các bạn ở đâu tỉnh nào các bạn nhập vào tỉnh đấy, mình ở Bắc Giang thì mình nhập Bắc Giang nhé. Mã bắt cốt này thì nó không yêu cầu nhé, tức là cái màu trắng, chữ màu trắng hoặc chữ màu đen nó không yêu cầu, chữ màu đỏ là bắt buộc nhé. Đó thì các bạn sẽ nhập cái số điện thoại chúng ta vào. Rồi sau khi các bạn đã đầy đủ các thông tin rồi ở cái dòng ô màu đỏ rồi, đó thì các bạn cũng phải nhìn nó có chữ lách like này nhé. Đó, có chữ lách like này thì mới được này. Sau đó ta nhấp vào chữ lách like này và chúng ta sẽ nhấp vào cái chữ đô này nhé. Rồi ok, thì cái giao diện của chúng ta nó đã chuyển sang Việt Nam chúng ta rồi nhé. Đó, ứng dụng chúng ta nó đã chuyển sang Việt Nam rồi. Đó thì mình cũng chia sẻ với các bạn đấy. Thì các bạn thấy video hay, hữu ích thì hãy like, đăng ký kênh để nhận những video mới của mình ra nhé. Mình xin chúc tất cả các bạn là thành công. Xin chào và hẹn gặp lại và các bạn vào video lần sau nhé.